Sữa tươi Vinamilk 100% nhập khẩu từ châu Âu mới. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình 7 nụ cười Xuân. Bây giờ đây không phải là hình phạt hay gì cả, đây là buổi dạ yến. Thử thách nói lia lịa. Ở từng lượt thi, mỗi đội sẽ cử ra một thành viên thi đấu đối khẩu với đội bạn. Người đầu tiên sẽ chọn cho đối thủ một món ăn, coi như lời thách đấu và tạo áp lực cho đối thủ. Sau đó, người đó sẽ đặt câu hỏi dạng đưa ra ba đáp án, và người trả lời sẽ phải đáp nhanh ba đáp án hợp lý trong vòng 7 giây. Nếu không trả lời được, sẽ phải ăn món đã được chọn trước đó. Nếu hoàn thành được câu trả lời, sẽ thoát. Sau đó, hai người thay đổi lượt hỏi và trả lời. Đội có số lượt chiến thắng nhiều hơn sẽ tiếp tục ghi thêm một điểm. Hãy chọn đối thủ mình muốn thách đấu. Em và anh Trương Tiến Vinh. Em và bé Lan Ngọc. Em anh Luật. Anh Luật anh ghê lắm. Vậy hả? Vâng. Sao anh không có nhường em vậy? Không ghê lắm. Em đâu có đồng ý đâu. Em với Mâu Thủy, anh và anh Tiến Không Luật. Em ơi, anh với em Ngọc ơi. Em đâu có mà đồng ý. Em mà anh Vinh mình. Nhưng mà em đồng ý chị. Như vậy, cặp đấu Trương Tiến Vinh, Lâm Vĩ Dạ, Lê Dư Bảo Lâm, Tiến Luật, Lan Ngọc và Mâu Thủy. Trên bàn của chúng ta hiện nay có sinh tố thịt xông khói. Trời ơi. Mực chiên nước mắm, mắt cá ngừ hầm thuốc bắc, ghẹ ngâm tương là món của Hàn Quốc. Nước ép măng tây tốt sức khỏe. Nước ép diếp cá tốt sức khỏe. Trứng bắc thảo, nước ép ớt cà chua. Bàn tiệc hoàng gia. À, lạnh quá. Ai hỏi trước? Mời em. Hãy chọn món. Em chọn trứng bắc thảo. Định lượng nửa trứng. Anh hãy kể tên ba con vật không có lông. Con heo có lông. Con gì không có lông? Không có con nào không có lông hết. Không có con nào mà không có lông hết. Con rắn, con lươn, con trùng. Đâu có lông đâu. Trứng bắc thảo, nửa trứng. Cắt ra từ từ thưởng thức nó mới ngon anh Vinh à. Đúng đấy. Cho em ăn ké miếng nữa. Từ nay về sau đừng bận gì hết nha. Đó, ngon anh luôn quý em. Ăn như vậy rất tốt. Ủa em lộn rồi, em tưởng là... Ủa em chớ hôm qua là vậy mà ta. Trời ơi. Trứng bắc thảo đã dùng rồi thì không dùng nữa. Ngon lắm. Mắt cá ngừ ngon khi dùng nóng, nhưng bây giờ dùng lạnh dễ có những màn pháo bông. Đúng là cá từ biển mùi tanh. Ôi trời ơi, tanh. Tanh lắm. Hơn quá. Ăn bao giờ chưa? Đã ăn rồi. Nhưng lúc ăn nó rất là nóng mà nó rất là ngon. Còn bây chưa, giờ... Chưa thử nguội bao giờ. Nên thử định lượng 1/4. Hãy kể tên ba con đường có 4 chữ. Quá dễ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bạc Nguyễn Thanh Quang. Đâu có đường vậy, không có dắt nha. Em bé Thị nghe em nói gì đâu. Dắt mới lộn á. Nguyễn Thị Minh Khai. Thưa quý vị, chị đừng có liếc em, chị ơi. Ví dụ đồng như đội mình bất đồng kể quá. Thêm là Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Nguyễn Thị Minh Khai là chính xác. Nhưng nhờ đồng đội nhắc là Thị Nghè. Nó bị rối á. Mặc dù nhắc sai, nhưng đều có luật của chương trình. Sau đây là luật phụ. Ủa sao anh không có phổ biến cái luật phụ trước anh ơi? Trong trường hợp đồng đội nhắc sai nhưng có hiện tượng nói năng thô lỗ, trời ơi, không hợp với sóng truyền hình, ăn thay người thua. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Xin mời. Lẹ em ơi, lẹ lẹ giùm anh em ơi, thời gian như thôi đưa. Là em ăn bao nhiêu vậy anh? 1/4. Có 1/4 mà ăn được gì đi. Được. Phần đuôi nó mềm á. Ôi. Vừa ăn cá vừa hấp nước cho nó dễ nuốt. Không anh ơi, để em ăn gì kệ em đi. Ủa cái mang, còn cái mang nó không rửa sạch cho em luôn hay sao? Mắt. Đây, khoan từ từ. Thôi được rồi, em tự ăn, em không có nói gì nữa anh Giang ơi. Từ từ im lặng, càng nói càng chết. Đây là mắt cá ngừ đại dương, không có mang. Không hiểu về kiến thức các loài vật dưới biển, ăn nửa con. Ôi đúng rồi. Ông muốn ói luôn á bạn. Nửa con đã tới dưới này nè. Cố lên.
Lẹ ơi, thời gian như thôi đưa. Có quyền nói sau khi ăn, không sao, ăn đi rồi nói. Giống như nãy em ăn chao thôi, cố lên. Trong khi ăn mà ai hói ăn hết giùm của em. Ê, nó bậy, nó bậy. Rồi, đã hết nữa con. Cái miệng này ăn hết được một con nữa anh. Miếng nước nữa. Tanh lắm. Anh có không chịu nuốt nữa. Quay kìa. Tanh lên tới đây luôn nè. Em thấy không có gì vui hết. Thôi tao nói chuyện với MC bây giờ ngoan ngoãn không? MC kêu tao dạ luôn. Dạ em không nói gì hết trơn trời. Mời cặp tiếp theo. Sữa tươi Vinamilk 100% nhập khẩu từ châu Âu mới. Ủa em ra anh đổi người giùm em được không? Anh rất là sợ. Em thích ăn món gì em chỉ anh sẽ lựa cho em. Anh cho trước đi, em mới bị khủng hoảng tinh thần. Đúng rồi. Rồi em muốn ăn món gì? Ăn được này lại ra được không? Không. Chúng tôi đã em uống cái này, em uống cái này. Em không nói gì luôn anh Giang. Em không có nói dám nói cái gì trên cuộc đời này. Em uống cái này. Trời, làm uống cái này. Em cảm ơn luôn. À, nước ép chất cá định lượng hết ly. Em hãy kể tên những thành viên trong gia đình của anh. À, Thu Trang Tiến Lực. À, bà mẹ Thu Trang ba Tiến Lực. Rồi. Như vậy chúng tôi đã phổ biến từ đầu liệt kê 3 chứ không phải là 4. Nhưng mà em sáng Thu tạo. Trang Tiến Lực Andy là xong rồi. Em không biết Andy luôn, em biết con anh thôi, em không biết tên Andy luôn đó anh. Anh đưa một câu hỏi rất dễ cho em luôn. Mời dùng. Hết ly. Em uống bao nhiêu cái thứ ăn thồn trong họng em bao nhiêu rồi. Hết ly. Vô. Cái này uống được dễ không chị? Dễ không? Cái nước chìm nó bợn quá dành. Nó rất là bợn luôn đó. Mời uống nhanh. Em ơi là em uống. Nó kỳ lắm. Nhưng mà quá hay. Mời chọn món. Anh chọn lại đi anh. Để đối chọn thủ lại. Phải ăn. Chọn lại. Anh lại. Con ghẹ. Đây là cái ghẹ sống ngâm nước tương rất là ngon và nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhưng tôi ăn không được tại bụng tôi yếu dữ lắm. Định lượng 1/4. Ôi. Anh hãy kể 3 bộ phim mà em đã từng đóng. Rồi. Xin lỗi anh. Tội nghiệp bà lao công trên máy bay quá. Này là bắt buộc anh phải ăn rồi đó. Ngon mà. Ngon mà. Rồi, mời gặp tiếp theo. Em à, chúng ta là những cô gái xinh đẹp. Mình hãy tương trợ nhau chị à. Đúng rồi. Chị muốn ăn gì? Không, mình cứ chia sẻ cho nhau mình muốn ăn gì rồi xong rồi ai hỏi em, trước em cũng được. Em dây tôi đút cái này xuống dưới được. Xin đi đường quá. Chị uống nước măng tây. Em ăn bắc thảo hay là uống nước này cũng được. Luật chương trình quy định. Ủa không uống lại hả anh? Chứ rồi, vậy còn mấy món hả? Thì đúng rồi. Mấy món hôi lắm. Em uống nước này được. Em uống nước này. Xin tố hịch xong khói. Ai hỏi trước? Cho em hỏi trước. Chị đã đối xử rất tốt với em. Kể 3 tên mà chị đã phụ tình. Trấn Thành, Trường Giang, Tiến Luật. Ủa nhưng mà không có thật thì sao? Trong câu hỏi đó có chữ có thật không? Là mày hay quá, là mày có hay quá. Cô gái thông minh, rất thông minh. Lan Ngọc đã trả lời chính xác. Không phải không ăn uống gì cả. Mời chọn món cho người đối diện mình. Chị thấy là trên bàn này á, nó có một cái món mà tất cả mọi người đều yêu thích. Đó là nước ép ớt cà chua. Ấm ruột, bổ dưỡng và tốt cho thanh quản. Thật ra em cũng tốt lắm rồi, em cũng không cần tốt hơn đâu chị. Ngọc có quá ép chị. Đã chọn định lượng nửa ly và một con tôm. Trời ơi. Dính trên cái ly. Hả, ăn tôm luôn. Ok, nói đi chị. Em hãy kể ra 4 lý do tại sao miệng anh Lê Dương Bảo Lâm lại rộng như vậy.
Cảm ơn mọi người rồi. Chúng tôi đã ban hành luật là ba liệt kê. Bạn vừa nói yêu cầu bốn liệt kê. Vừa. Hèn quá té hèn thấy không? Thế nên câu hỏi vừa rồi không được chấp thuận. Đúng rồi, với lại anh xúc phạm danh dự em, nuốt luôn cái dao kìa. Nuốt luôn cái dao. Đơn giản là hỏi lại thôi. Dạ. Mà. Cái em cảm ơn anh MC là thiên vị không? Trời anh MC hôm nay đẹp trai quá trời. Dễ thương, cao ráo quá trời. Ngồi xuống, ngồi xuống. Có thể không thích nhau, có thể không ưa nhau, nhưng cùng một chương trình mà lại đem chiều cao đó ra để nói là xúc phạm thích người ta. Đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Nửa ly và một con tôm. Đúng rồi đó. Ừ. Thôi lẹ lẹ Ngọc ơi, thời gian như thôi đưa. Cay đắng đó anh. Không em sao, đâu có biết cay đắng, cay đắng nào bằng cay đắng trễ chuyến bay em ơi. Ôi. Vừa uống vừa nhai tôm em ơi. Này ngọt lắm. Thơm. Ngon. 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 Ủa? Thật là bản lĩnh. Không ngon hả? Ngon đúng không? Dùng hết ly. Chơi, nó chơi là nó chơi thôi. Bây giờ chỉ còn có một món ăn ở trên bàn thôi. Không em... còn cái này nè chị. Ồ, học bao nhiêu lâu mà không biết đến. Món ăn, đây là thức uống. Hay quá, trời ơi, không mà dính được, hay quá. Em chọn cho Mâu Thủy món mắm mực kế tên ba con đường trên thành phố Đà Lạt. Không nhắc. Trời ơi, tắt mặt cái hổ Phan Đình Phùng. Đúng rồi, Sài Gòn mình có là trảnh có, đúng không anh? Đúng. Đúng mặt mà. Ăn hết luôn đó. Anh cứ có uống nước này để không. Rồi, hay quá, ăn quá nhanh. Như vậy, ở trò chơi này chỉ có mình Ngọc thắng. Tỷ số là thắng hay không?